Thật sự cô là người đầu tiên trong cuộc đời của tôi đó. Trời ơi, tôi có tin được không thì trời. Tình thôi. Uống cà phê đi, rồi chờ tôi tại hàng về. Không có được. Cô chủ Trinh đẹp chịu khó, đi xe đã ôm về đi. Chị, đi chung không có tốt, nghe lời tôi đi. Giờ đưa cái giỏ này, tôi vô toilet, tôi đổi hàng và tính. Tính đi liền vậy đó hả? Đi liền chứ ở đây lâu không có tốt đâu. Có chuyện gì thì khó lường lắm. Giang hồ mà sợ bị đánh ghen hả? Tôi sợ cho cô kìa. Cái tôi phiêu bạt đây đó tôi sợ gì. Mắc mới mà sợ cho tôi. Thằng Chả năm thê bảy thiếp, đứa nào bắt con này chỉnh chuyên một chồng. Ông anh Chả bà anh em cũng là chuyện thường thôi. Câu nói này nghe đau lắm. Trái tim tôi bằng máu chứ không phải bằng nước lã đâu nha. Nói vậy ông sợ tôi buồn hả? Chà, bữa nay ăn nói khí phách quá ha. Không tin thì thôi. Thật sự cô là người đầu tiên trong cuộc đời của tôi đó. Trời ơi, tôi có tin được không thì trời. Tình thôi. Bây giờ quan trọng nhất là tôi kiếm tiền. Tôi không muốn mọi chuyện nó làm ảnh hưởng đến công việc đang suôn sẻ của hai đứa mình. Nhất là liên quan tới chồng của cô nha. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Hưng nè, còn chỗ tiền này mà dành túi. Tôi coi tiền xài, cô chủ cắt đi. Xuống mở cửa cho tôi về. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.